Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nhật Lệ Quyên xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Sống Đời Sống Phật. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin cung thỉnh đảnh lễ Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, có mặt trong buổi thuyết pháp Kinh Trung A Hàm. A Di Đà Phật, con kính đảnh lễ Hòa Thượng. Di Đà Phật xin chào đạo hữu Nhật Lệ Quyên, và chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thưa kính thưa quý vị khán thính giả, trong chương trình Kinh Trung A Hàm, Hòa Thượng sẽ tiếp tục giảng dạy Kinh Phước Điền trong phẩm đại. Chương trình kỳ trước là chúng con có giới thiệu Phước Điền nghĩa là người có phước đức, được xứng đáng nhận sự cúng dường của chúng ta và tạo điều kiện cho cái người cúng dường có được phước đức. Đó nên nó gọi là Phước Điền. Phước Điền giống như là một thửa ruộng để mọi người gieo trồng phước đức. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con kính xin tiếp tục và câu hỏi đến cho Hòa Thượng là nếu một người như chúng ta đã biết rằng là có hai bậc có phước điền là bậc hữu học và vô học. Con có câu hỏi là nếu cư sĩ tại gia như chúng con mà nếu tu tập và cũng tu tập giống như quý Hòa Thượng hay quý Tăng mà mình giữ giới định tuệ và mình giữ giới thì mình có phước điền hay không? Dạ, A Di Đà Phật. Chư Đạo Phật thì thưa quý vị, như chúng ta biết trong kinh Đức Phật ngài nói thì những cái hạng mà đối chiếu với sáu hạng là hán trong câu xá luận nói rằng là cái thối pháp hay là vô thối pháp, tức là gặp cái nghịch duyên bị thối, cũng tu nhưng mà nó thối pháp và chắc là vô thối pháp, giống như ngài Xá Lợi Phất quý vị không? Bây giờ nói xa một chút nữa rồi mình mới gom lại. Thì cũng nỗ lực tu tấn, tu tịnh dữ lắm, và ông ngài Xá Lợi Phất thì coi như là dù ông thấy cái quyển sách nào ông cũng đọc hết, nghĩa là thông minh trí tuệ mà. Một câu chữ kinh gì Đức Phật nói là cũng ngón nghiến bỏ vô trong bụng hết, thông minh. Nhưng mà rồi là ông cũng tu, nhưng mà tu nhẫn thì ít hơn, cho nên tu nhiều ở A Tăng Kỳ Kiếp, nhưng mà rồi cũng chưa, cũng còn một chút gặp mà cái pháp nghịch duyên hay là thối thất. Cho nên ngài có một lần ngài tu, ngài nói là bây giờ đáng bố thí tu tập, bố thí thông minh như vậy. Thì có một bữa kia có một cái vị trời xuống thử ngài, thử nào ngài tu, nghĩa là buông bỏ hết tất cả để huân tập một cái trí tuệ không cần gì. Cho nên ở hồi đó là ngài còn là vị tiên tu, cho nên vị trời xuống đó, bây giờ tôi mẹ tôi đau, bây giờ xin ngài, ngài nó hoan hỷ ngài tu hành, mà cái ông thầy thuốc ông nói rằng là cho xin một cái con mắt của người tu hành thanh tịnh như vậy thì mẹ tôi mới mới bớt được uống, mới bớt, thì xin ngài mong từ bi để cứu mẹ tôi, tôi rất là thương mẹ tôi nha. Thì xong ông nói được, cái đây được thôi. Ông móc một con mắt đưa kia, rồi cái vị kia nói con chưa quên, con xin thầy là hồi nãy ông thầy thuốc ông dặn là con mắt trái không phải con mắt phải. Bây giờ con nói lộn rồi, sẽ thì con hoan hỷ thôi, móc cái con mắt nãy móc con mắt phải, giờ móc cái con mắt trái để mà cho rồi. Thì cái vị kia thì cầm rồi ba cái thứ con mắt này nhục nhãn, cái cục thịt xanh ra đây mà chuyện gì, đâu dơ giấy đây mà chuyện gì, mà chữa làm gì mà chữa lành bệnh, ông bỏ dưới chân ông chà chà. Thì ông nghe, ông ngày sau là Pháp nghe vậy ông bực quá, ông nổi gió, ông nói mình đã cho nó vậy mà còn nó khinh nó chê nữa, cho nên nó thối thất cái tâm Bồ Đề, cho nên tu nó không có chứng đạo. Thì thấy vậy thì bây giờ nói là cái tâm thối thất ở trong đây, mà Đức Phật nói rằng là nếu mà gặp nghịch duyên là thối thất, cho nên các vị thánh không có đó. Tư pháp suy nghĩ về pháp mong cầu vô dư nước bàn, tư pháp tức là mong cầu vô dư nước bàn rồi, không đừng để nghịch gặp cái nghịch duyên nữa. Hộ hộ pháp là giữ gìn tất cả các cái pháp tắc, còn khi tất cả các cái vị đó đã tu chứng rồi thì ông cụ không có cần hộ nữa, vô hộ pháp đi nữa thì cái nó cũng giữ gìn. Ví dụ như mình á,
mình đi thí dụ như lái xe đi, thì quý vị dễ bắt đầu quý vị mới tập lái xe, quý vị phải lên phải sửa chỉnh kính rồi speo rồi phải học cái như mới học rồi coi thử thắng coi xi nhan thử như thế nào nó còn đỏ còn sáng hay không vân vân, mà quý vị chạy là chăm chú hết sức mà có mình cái đường đó trong cái len đó những này khác hay không nó chạy qua chạy lại nó mới mà tay chân cứng lắm dữ dữ lắm. Đó là mới học, còn cái vị mà khi mà vô hộ pháp rồi thì giống như người lái xe thuần thục ấy, họ đi họ có thể nói chuyện, còn cái kia mà khi chạy xe là không bao giờ dám mở cái miệng là nói hết á, nhưng này khác, còn người mà chạy thuần thục rồi thì họ chạy thuần thục nhẹ nhàng, đó là vô vô tức là vô hộ pháp. Thì bây giờ quay lại cái mình nói cái chuyện mà cái quả chứng ở đây của tất cả các vị đó rồi bị không bất thối pháp, rồi ở an trụ trong pháp không bị chi phối bởi nghịch duyên để mà thối thất á, thì tiến tới như vậy thì đạt được cái năng tiến bắt đầu, đó là những cái vị mà vô học á, cái lợi căn nó rất là lớn, cái vị đó vô học rồi á. Như vậy thì vị vô học đó đã được cái phước điền, như vậy thì cái người tại gia có cái phước điền hay không à, người tại gia có cái phước điền hay không, có quả phước điền hay không, thì thưa rằng có. Tại sao có? Bởi vì Đức Phật các ngài dạy cho tất cả chúng ta, một là cái gì, cái kính điền tức là kính trọng tam bảo, kính trọng sư trưởng, kính trọng cha mẹ vân vân, và sẽ là cung kính phước điền ấy. Đó, kính điền, rồi cái công đức phước điền, cái công đức phước điền tức là cái gì, dâng cúng cho cha mẹ, nuôi nấng cho cha mẹ, cúng dường tam bảo, cúng dường những vị đáng cúng đó, rồi cái là lăng mẫn phước điền, phước điền của cái những người mà họ thương, họ bố thí người nghèo cùng khốn khổ từ lớn tới nhỏ bố thí hết, cái phước điền nó như vậy thì nó gồm có bốn cái phước điền như vậy đó. Cái ân điền tức là bố thí cho những người ân của mình, cha mẹ đó, thầy tổ rồi đó, vân vân, kính điền, ân điền, phước điền, lăng mẫn phước điền á, tức là mình mới lăng mẫn phước điền, rồi bằng cùng phước điền nữa là bố thí cho những cái nghèo, nhà nghèo vân vân, thậm chí các cái hàng Bồ Tát còn bố thí những cái con như mà Bồ Tát, như là khi mà Đức Phật còn làm Bồ Tát á, mà quý vị thì thấy rằng là ngày đó gieo mình xuống như hố cho cọp ăn đó, ghê vậy. Bố thí như vậy thì đó là tạo ra những cái phước điền, cái phước điền mà tạo ra những cái phước điền như vậy, thì cái phước điền đó là cái hữu lậu, có hữu lậu, còn cái phước điền mà vô lậu thì cho chúng ta thấy cái phước điền vô lậu thì nó lớn dữ lắm, cái ruộng phước đó nó lớn dữ lắm, kêu là đắp cái y á, tức là như chúng tôi nói hôm trước là ở trong tỳ ni nhật dụng, thì nói rằng là lành thay áo giải thoát vô thượng, cái áo phước điền vô thượng, hôm nay con đòi đầu được đổi nhận đây và đời đời nguyện đời đời không có xả ly. Đó là cái phước điền vô thượng là đời đời không xả ly, tức là phát cái tâm để mà thành Phật thành tổ à. Như vậy thì tất cả những cái người kia nó được cái phước điền đó, thì những ai, những cái thí chủ nào, những cái người mà ở tại gia mà nếu thực hiện bốn cái phước điền này, tức là thấy chư Phật cung kính pháp tôn kính, chư tăng cung kính pháp, cung Phật cung tăng, thì đó là tạo cái kính điền cung kính đối với cha mẹ những cái bậc đáng tôn kính, đó là cái kính điền ấy. Rồi cái công đức điền là coi như đáp ân cha mẹ thầy bạn cúng dường, đó cái công đức điền. Thứ hai là cái bi điền, cái bi điền thương xót hết tất cả chúng sanh để mà bố thí giúp đỡ, rồi rồi rằng là đó cái rồi cái lăng mẫn thương xót, có cái là bi điền và cái là lăng mẫn thương xót, và một cái thứ nữa là cái bằng cùng đó, tức là mở ra cái thí hội vô giá, bố thí pháp, bố thí tài, bố thí của vân vân, để mà đem cúng dường. Thì như vậy thì khi mà những người tại gia làm tất cả những cái điều đó thì cũng được cái phước điền như vậy, nhưng mà cái phước điền đó là cái phước điền của hữu lậu, chưa phải hữu lậu, tức là
chưa thoát ra khỏi sanh tử. Khi nào mà mặc cái y đó, mặc cái y vô thượng phước điền y ấy, thì cái đó mới có thể bắt đầu để đi vào con đường xa lìa sanh tử. Còn đây là chỉ có phước, tức là cái phước hữu lậu thôi, chứ chưa tới cái phước vô lậu. Khi nào mà chúng ta bắt đầu vô thì cái phước hữu lậu nó, cái phước vô lậu nó, chúng ta sẽ tiếp tục để phân tách thêm, thêm từ như thế nào là cái phước điền vô lậu. Thì bây giờ người tại gia đó thì có được cái phước điền hữu lậu trước, nhưng mà hỏi thử là họ có được cái phước điền vô lậu hay không nha. Dạ, A Di Đà Phật, và con xin kính xin cảm ơn Hòa Thượng đã giảng dạy cho chúng con. Dạ thưa Thầy, thì con tiếp tục là con có một câu hỏi là trong con có học trong Tứ Quả Thanh Văn thì con nhận thấy là Đức Phật có nói trong kinh, nhưng mà cái đó là cái lý, nhưng mà con không biết là cái sự sẽ như thế nào, là Đức Phật có nói là người cư sĩ tại gia có thể chứng được ba quả đầu là sơ quả, nhị quả và tam quả là đến A-na-hàm, ba quả đầu thôi. Vậy nếu có trường hợp nào mà ngoại lệ không thưa Thầy, là có thể chứng được tới A-la-hán, hay vị đó phải cần phải xuất gia mới được chứng A-la-hán, hay là con nghĩ cái tâm khi mà tâm giải thoát thì có thể là chứng được cả thưa Thầy và A Di Đà Phật? Cái điều này thì thưa quý vị, cho chúng ta thấy cái khi mà hai cái vị, ba cái vị mà Đức Phật ở tại gia tu chứng được cái Tu Đà Hoà, cái quả dường lưu ấy, một đó bà Tùy Xá Khư khi 7 tuổi bà đã chứng được cái quả dường lưu rồi đó. Mặc dù có con có cái sống vậy thì theo cái thế tục, theo cái bản tánh chứ mà nó khác người ta, gia đình có con có cái nhưng mà nó khác, chứ không phải là giống như là cái người đời thì họ muốn là cũng có gia đình, ham muốn chuyện này chuyện khác, mà đây giống như bổn phận trách nhiệm trong cái dòng tộc phải giữ gìn cái chuyện này khác, chứ không phải là ham muốn tham dục để có chồng có con vân vân, hay là ham muốn gia sản đó, nó hai cái khác nhau. Thì giống như là thị hiện ấy, giống như thị hiện mình nói đó, thì giống như là thị hiện để mà làm tất cả những hạnh lành á, bố thí cúng dường học hỏi tinh tấn để phụng sự cho chư tăng, đặc biệt rất là phụng sự cho chư ni, và có cái hạnh đó thì bà đã chứng quả rồi. Thứ hai á là ông Cấp Cô Độc, ông Cấp Cô Độc trưởng giả đó, ông cũng tu khi nghe Đức Phật dạy không đó, ông đã chứng được cái quả Tu Đà Hoà rồi, cho nên ông vẫn ở gia đình, cũng có con có cái, có nhà có cửa có của có cái, nhưng mà gần những cái hạnh lành của ông làm tất cả những hạnh lành đó. Và cái người thứ ba tại gia nữa tu chứng thì thưa quý vị, đó là nghe pháp chứng được là vua Tịnh Phạn. Khi mà Đức Phật thì nói, khi ông còn bệnh trên giường nói, thì ông đã chứng được cái quả Tu Đà Hoà, quả người tại gia đó. Thì nói chuyện là Đức Phật ấy, nói rằng là cái người mà nói rằng là không phải người xuất gia thì mới chứng được cái quả thánh, bốn quả thánh, nhưng mà người không phải là tại gia, nhưng mà cái xuất gia Đức Phật ấy, Ngài không có nói rằng là cái người xuất gia, mặc dù thấy cái hình thức xuất gia như vậy, nhưng mà người tu, người nào mà tu tất cả những cái thánh đạo ấy, thì chứng được quả đó. Người nào tu tất cả thánh đạo quán sát, mặc dù tại gia hay là xuất gia mà tu hành như vậy ấy, thì nó chứng được quả thánh. Tí dụ như một người ở tại gia, họ không có giết hại, không có tà dâm, không có trộm cắp, không có nói dối, không có làm tất cả, phạm tất cả cái lỗi, họ tu hành thanh tịnh như vậy thì họ cũng chứng quả như vậy, chứ không phải không đó, chứ không phải cần phải cạo đầu, không cần phải mặc y đó, thì họ vẫn chứng quả như thường, chứ không phải là không, có thể chứng quả A La Hán nữa chứ không phải là không đó. Thì đó là cái điều mà chúng ta biết như vậy thì đúng cái quy định, đúng những cái điều luật, đúng với cái thái của mình, thì cái căn cứ trên những
cái bậc thánh á, bậc thánh tức là thềm thang của bậc thánh, cái con đường đi ấy. Yeah. Con đường đi, thí dụ người nào đó quán sát, thí dụ bây giờ quán sát thập nhị nhân duyên thì có thể chứng quả tinh văn. Yeah. Quán tứ đế có thể chứng quả duyên giác, hoặc là quán sát là tu bát thánh đạo, rồi tu nghĩa là tứ chánh cần, tứ như ý tức, nghĩa là tu ngũ căn ngũ lực. Thậm chí tí ví dụ như không cái đó, như họ tu lục ba la mật, không lục ba la mật thì gì? Bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục định trí tuệ, họ tu sáu cái hết, cái nào tu tu một cách nghiêm mật, chứ không phải là tu chơi chơi, không tu chơi chơi, thì chắc chắn rằng họ chứng được cái quả, chứ không phải không, không cần gì cái người xuất gia mới chứng quả, mà người họ mặc dù họ không xuất gia nhưng mà chứng quả giống nhau là như chúng tôi nói này. Thì trong kinh cũng có chép, ví dụ người nào thành Phật thì phải đam thân, rồi ấy không có nữ thân, rồi được tất cả các cái thứ, nhưng mà ngay trong lúc đó nó đã thay đổi rồi. Ví dụ như là trong kinh Pháp Hoa nói là Long Nữ, Long Nữ là con của ông Long Vương, con gái mới có 8 tuổi, nhưng mà ngay trong lúc đó thọt nhưng biến thành nam tử, rồi vô trong cái cõi vô cấu của phương Nam thành Phật, tức là nó thay đổi liền. Để mà dẫn chứng như đó thì có rất là có nhiều vị, rất là nhiều vị. Thí dụ như là ở thế gian á, có cái nhân duyên, cái nhân duyên thì Đức Phật ấy, ngài nói một cái pháp, một cái nhân duyên đó thì người ta đã chứng được cái quả, chứng được cái quả nghĩa là ngay lúc đó thì rụng hết râu tóc, rồi tự nhiên có một cái bộ y nó khoác lên trên người, chứng được quả là hát đó. Nó thay đổi ngay trong đó. Thì mình nói tại sao tại da không có chứng được, thì người đó cũng đường râu có tóc, mặc đồ thường vậy thôi, không có đặt đồ tu sĩ vậy đó. Rồi nghe người ta quan sát, ta nghe đường quan sát, ta tìm một cái gì đó để mình tìm được giải thoát. Khi gặp được Đức Phật giống như là cái chuông này giờ chưa gõ ấy, thì Đức Phật ngày gõ đúng cái chỗ, đúng cái tâm một cái rồi ấy, thì tự nhiên hóa nhiên là đại ngộ, tức là râu tóc độ rụng trên mình có cái y như ông thầy. Thì ngay lúc đó thì họ hồi trước đó một tích tắc ấy, thì họ là cư sĩ, nhưng mà sau một tích tắc ấy, thì họ trở thành cái người chứng. Người chứng tự nhiên là nó thay đổi hết tất cả hết, thì họ chứng thánh được chứ không phải là họ không chứng được. Dạ 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 Di Đà Phật. Dạ con xin kính tri ân lời giảng dạy và chia sẻ của thầy. Dạ thưa thầy, thì trong chính cái giai thềm của bậc vô học thì con thấy có hai cái giai thềm cuối cùng là tuệ giải thoát và câu giải thoát. Dạ thưa thầy, thì cái tuệ giải thoát, phân biệt giữa tuệ giải thoát và câu giải thoát là như thế nào? Dạ A Di Đà Phật. Thưa quý vị, tuệ giải thoát tức là cái thấy cái pháp đó một cách tinh mật, thấy cái pháp đó một cách tinh mật, một cách rõ ràng. Cái tuệ giải thoát là thấy cái pháp đó một cách rõ ràng, thấy rõ ràng như vậy, chứ không phải là thấy mơ mơ màng màng. Mơ mơ màng màng, thí dụ bây giờ thấy cái khổ đế, bây giờ họ quan sát cái khổ đế là biết cái gì khổ, nhưng mà rồi họ cho rằng là thí dụ như một chút nào đó họ cho là không khổ, nhưng mà họ nói rằng là thí dụ như bây giờ họ ăn mật ngọt họ nó không khổ, nhưng mà Đức Phật là nó mật cái tất cả những nhân duyên nó tụ lại nó ngọt một chút đó, nhưng mà rồi mình ăn nhiều nó không khổ. Thí dụ họ hiểu sâu xa cách vậy, rồi cái lời Phật dạy sâu xa cái khổ, cái tập cái diệt đạo hiểu rõ, có một cái trí tuệ, họ suy nghĩ họ biết một cách rõ ràng vậy đó, biết một cách rõ ràng chứ không có hạn chế, tức là biết một cách rõ ràng chứ không có hạn chế, một cách nghĩa là một cách rõ ràng, thấy cái pháp đó một cách rõ ràng. Thí dụ như bây giờ thấy con người của chúng ta đây, thì con người, mỗi con người thì gồm cái gì? Một là sắc, tức là cái phần thân của chúng ta, và bên trong đó thọ tưởng hành thức, tất cả nó gộp lại, và tất cả gộp lại thì thành con người. Nhưng mà con người đây thì nó bị chi phối bởi cái sự vô thường, bởi vì sắc, thọ tưởng hành thức nó chi phối bởi sự vô thường. Và vô thường thì nó luôn, ví dụ như mình còn khỏe mạnh luôn đó, nó cũng phải làm cho chúng ta khổ vì lạnh, vì nóng, vì đau bụng hay đau tai, đau mắt, vân vân đủ thứ hết. Khổ.
và khổ trở thành vô ngã. Họ hiểu được cách rõ ràng như vậy, chứ không phải bây giờ tôi suy nghĩ, tôi suy nghĩ là bây giờ cái thân này là vô thường khổ, vô ngã, tôi vô ngã. Nhưng mà khi mà ai đụng tới, ê, Nguyễn Văn A thằng đã ngu dốt như con bò, ê, còn ăn như con heo mà làm gì đóng, thì nổi nóng lên, đó, mình sực lại liền. Như vậy thì không có phải là cái tuệ nhãn, không, không phải là dùng cái tuệ đó mà chứng một cách vi diệu do tuệ mà thấy pháp được, không, chưa thấy. Nó chỉ thấy một chút thôi, chỉ đi bên lề tuốt ở đâu ngoài xa, đúng vậy đó. Đó. Thì tuệ pháp là thấy như vậy đó. Giống như Ngài Xá Lợi Phất hết á, khi mà gặp Ngài Ma Thắng á, ông đã quan sát khi Ngài Ma Thắng, thấy Ngài Ma Thắng đi đường hoàng, vô trang nghiêm vậy, cái ông đó ngồi cho, thầy ông là ai, thầy ông dạy cái pháp gì mà sao tôi thấy ông đẹp, ông đi trang nghiêm quá vậy, chắc là như ông giải thoát. Rồi tôi kiếm hoài pháp giải thoát không có, ông thầy ông dạy pháp gì vậy? Ông nói, ông nói chư pháp thì tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, thầy của ta Phật Thế Tôn dạy ta như vậy đó. Thì ngay trong cái lúc đó ông Ngài Xá Lợi Phất thì ông đã chứng được cái quả Tư Đà Hoàn, tức là thấy rõ được rồi. Hồi nào thì mình kiếm với tất cả các cái chỗ nào đó các cái pháp, tại sao nó có kiếm cũng không biết. Cũng không biết, ví dụ cái bản thân mình có, mình cũng không biết đâu cái xe kia nó có, không biết nó từ nó đâu mà mình kiếm hoài kiếm không ra. Kiếm hoài không ra, bây giờ gặp Ngài Ba Thánh cũng điểm cho một cái là coi như hoát nhiên dùng cái trí tuệ. Bởi vì nhờ cái trí tuệ đó thì Ngài mới ngộ. Cái thứ hai là cái câu giải thoát á, thì cái câu giải thoát tức là gồm cái câu phần giải thoát, gồm một câu phần giải thoát gồm cái hai. Một là phiền não phần trước, và thứ hai là giải thoát phần trước. Đó, thì cái phiền não phần trước thì một phần nào đó, thí dụ như là tu tới mức độ đó nhưng mà nó còn một cái phần chướng ngại nữa. Rồi cái giải thoát nhưng mà còn một cái phần chướng ngại nữa, kêu là câu phần giải thoát, có hai phần đó. Thì nó còn một chút chướng ngại nữa, nó chưa có thể giải thoát được, cho nên kêu là phần những giải thoát. Thì cái điều đó như vậy. Thì đối với trong cái bài kinh này á, thì cho chúng ta thấy rằng là cái phước điền, nói về cái phước điền, hai cái hạng phước điền đó, thì từ cái quả phước điền ấy, nó không ra bao giờ mất, chúng ta rất là trân quý khi chúng ta nhập vào cái quả đó. À, còn nếu nữa thì quý vị thấy rằng là cái phước điền tạo cái phước điền của thế gian và cái phước điền của xuất thế gian. Cái phước điền của thế gian ấy, giống như là ông vua khi Asuka mà khi cúng cho Đức Phật một cách hơn kém là vô tình cúng nắm đất nhưng mà nó không được phước như vậy. Còn mà cái bát phước điền á, còn cái bát phước điền, cái cửu phước điền đó, cái phước điền mà của xuất thế gian nữa thì nó nhiều lắm. Thì nhưng mà bây giờ thì giờ nó tới đây, thì hôm nào đó chúng ta sẽ chia sẻ, nếu mà cần thiết thì chúng ta chia sẻ những cái phước điền của xuất thế gian và cái so kém hơn thua của cái phước điền nữa, thưa quý vị. Dạ, A Di Đà Phật, con kính xin cảm ơn thầy đã giảng dạy. Thì con có đọc trong kinh Tiểu Bộ thì có nói về cái bài học sống động giữa Đức Phật và Ngài A Na Luật, là khi Đức Phật xỏ kim cho Ngài A Na Luật, khi Ngài cần xỏ kim thì Ngài nói là ai cần cái phước. Thì tại sao con muốn xin thầy có thể chia sẻ là chúng con muốn hiểu tại sao Đức Phật cũng cần cái phước, thưa thầy? Dạ. Cái khi đó thì Đức Phật á, Ngài mới nói rằng là ta sẽ xỏ kim cho, thì Ngài đồ lục với Ngài phước đức cũng sùm rồi mà tại sao còn phải tạ phước nó nữa không. Đức Như Lai vẫn phải cần cái phước nữa, chứ không phải là chỉ các ngươi cần mà thôi đó, phải chưa, Đức Như Lai mà cũng còn tạo phước đó, chứ không phải không đó, thưa quý vị. Dạ, dạ thưa con kính xin tri ân thầy đã giảng dạy cho chúng con được hiểu rõ về phước điền. Thì giống như trong bài thơ Hủy Hình Thủ Chí Tiết, các ái từ sở thân xuất gia hoằng thánh đạo thệ độ nhất thiết nhân, thì do đó tăng bảo là ruộng phước tối thượng cho chúng ta gieo trồng. Rất tiếc thời lượng chương trình đến đây đã hết. Chúng con kính cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng lòng theo dõi trong những giây phút vừa qua. Nếu quý vị có những thắc mắc hay những câu hỏi đóng góp, xin liên lạc về Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp với số phone được hiển thị trên màn hình. Kính chúc quý vị khán thính giả thanh tâm thường an lạc và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. A Di Đà Phật.